anh em nhìn nữa. Rồi. Rồi béo ngay. Trời béo ấy. Ok, hello tất cả mọi người nhá. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục ra rừng. Cứ đến cái mùa tháng 3 âm lịch ấy, là cái mùa mà con nhộng kiến đen ấy rất là nhiều. Hôm nay anh em mình sẽ đi bắt nhộng kiến về để làm món ăn nhá. Bắt trứng của nó mọi người. Trứng kiến ấy, con nhộng ấy. Trứng với cả con non. Gần đây thì phát hiện một tổ rồi nhá. Giờ mình sẽ xả cái tổ này xuống xem có con không nhá. Đặc sản đấy. Đưa ra đấy. Ok. Anh em mình mới phát hiện ra một tổ rồi nhá. Ui, đây ra đấy. Kiểm tra xem nó có con không nhá. Kiểm tra xem nó có nhộng không thì mình mới xả nó ra. Có. Ít lắm. Có chứ, có. Ít lắm, thôi được. Có. Hơi ít. Đi đi đây rồi. À. Rồi đâu? Đây. Có rồi. Rồi con nó. Rồi. Đấy. Đấy, thấy con mọi người thấy cái con kiến con chưa? Đây, đây nhá. Đấy. Con này ra trước đã. Đấy, thấy chưa? Thấy trứng kiến con chưa? Đấy, trắng xóa luôn kìa. Thấy chưa? Ấy, ấy tổ này nhiều phết đấy chứ. Đấy, chắc mà, bị bé mà chắc mọi người ạ. Nhiều phết đấy chứ. Rồi, để xả bên này đã. Ấy, có con. Đừng đập vào tổ nó nát. Tổ này, như kiểu muối ấy nhỉ? Tổ này trứng nó hơi non ấy nhỉ? Ờ. Trứng nó chưa kịp to. Nó chưa chắc mấy mọi người ạ. Chấm đi sao đây nè. Kéo sang đây đi. Đấy, kéo thôi. Ây da. Chơi quả hơi bị đấy đấy. Ây da. Đấy nha, anh em mình tập hợp được gần chục tổ kiến rồi nha. Bây giờ bắt đầu xả một phát. Bây giờ bắt đầu xả một phát nó mới mạnh này. Đây, tổ này nó đang cắp con. Mình xả trước nhá. Ui, tổ ơi. Trắng luôn, ui. Sàng. Nó con này nhộng to này. Nhộng to đấy. Ui, nhưng mà... Đây. À, từ từ để anh gõ. Anh gõ. Ấy, gõ. Gõ đi. Ủi nát hết. À. Ấy, con nó xuống rơi xuống rồi. Thấy chưa? Con to chưa? Toàn con to nhá. Cắn đâu đây? Đưa anh bảo. Bỏ ra. Nào. Bỏ đây.
Ui. Thấy chưa? Toàn con to nhá. Đó, từ từ thôi, cứ bình tĩnh. Rồi rồi, từ từ nhá. Bác đi. Nào, có cái này. Ui. Đấy, như thế này cơ bản là hết rồi nhá. Như thế này cơ bản là hết rồi. Dễ gọn. Rồi, cơ bản là hết rồi. Mình trả cho ra cho mọi người xem nhá. Là hết rồi. Đấy, gần như là hết rồi nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với... Ui, ôi, ôi. Ui. Khá là... Khiến cắn khá là đau. Ui. Hết rồi. Chuyển khu đi. Nhớ theo bên này đi. Rồi, ok. Ui, nó trắng rơi ra ngoài này. Rồi. Ui, trời. Mới một tổ thôi nha, mới một tổ con to thôi nha. Mà nó lại được những trường này đang xăng thế này. Ai? Rồi, tiếp tục. Mình sẽ xả một cái tổ to nhất ở đây nhá. Xem thế nào nhá. Rồi, xả tổ đây. Đó, ui rồi như mưa. Như mưa luôn. Kinh khủng không? Như mưa luôn, ui con đấy. Kinh khủng khiếp. Ơi, à, như con to anh à. Ừ. Đừng đập vào tổ. Bạc quá đi anh ơi. Không, đây, rồi. Bạc quá nó rơi nhanh hơn. Rồi, rồi, từ đã. Lấy cái cây to, cây to. Đây, này, như mưa luôn này. Ui, thôi, thôi, thôi. Đi, đi. Ở đây, đi. Trắng luôn. Có một, có nhiều con mọc cánh này nhỉ. Chắc thôi. Nào kéo kéo gì chắc đây. Ui nó cắn đầy người mình rồi. Rồi rồi. Đưa đưa cái que đấy đây. Đấy, cái mảng đấy. Ui, nó cắn đầy người à. Mình à. Từ từ phải. Như kiểu là sàng gạo ấy. Nhiều thật. Ai, đọc đi. Ui. Đúng phát như hôm nọ thì cũng là vốn lên tận rốn. Ok nha anh em nhá. À, tổng thể anh em mình rồi. Đây. Hai đại ca đang cầm đầu vạn quân. Đấy. Nào kéo đầy hết rồi. Đấy, bây giờ sẽ cho mẹ nó đầy hết. Đây nhìn này. Anh em nhìn nhá. Đây. Rồi béo ngay. Ui trời trời béo ấy. Ui.
nhìn đã thấy là thích rồi. Nhưng mà mình bị dị ứng anh em ạ, không ăn được. Chị béo mình ơi. Béo chó ạ. Sao lại béo chó ơi, một kỳ này đấy. À, lấy lá cây đi, cho nó vào đây để cho nó cậy hết đi. Để nhiều lá cây vào. Cho con mẹ nó chạy theo lá cây ra hết đi nhá. Ok nha anh em nhá. Bây giờ sẽ nhặt vào vớt lá đây để sàng nó nhá. Nói chung là khá là vất vả để bắt được chừng này. Chừng này nó sẽ được khoảng tầm được cân nhộng không? Gần cân đấy nhỉ. Không được đâu. Chắc chỉ 5 lạng thôi. Đấy. 3 lạng cũng là gần cân. Không, nhưng mà chỗ này chắc chắn hơn 5 lạng. Mẩy lắm này mọi người này. Nó nặng lắm. Mẩy thối rồi luôn đấy. Làm tí gỏi. Mày ăn sống thử xem nào. Ăn trứng kiến vàng cũng được, ăn này sợ gì đó gì. Trông dị quá. Dị ứng. Béo phết. Béo mọi người ạ. Rồi nhặt bỏ hết những cái lá liếc đi ta. Đợi chung á. Quay đi, quay đi. Đấy là cách bắt nốt những cái con kiến kiến mẹ còn lại nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nó dính luôn cả mùn luôn nhá. Kinh khủng luôn. Hay đó. Ai ai. Ngu. Mình biết ngay mà. Nó dính mùn luôn anh nhỉ? Dính luôn cả mùn luôn. Nói chung là đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ, kiên nhẫn khá là cao để làm sạch được cái món này. Chứ còn để mà các bạn mà ra quán ấy, chỉ cần anh ơi cho em một đĩa trứng kiến nhá. Ok em ơi, 3 lít. Thế là xong. Không phải khổ như anh em mình làm gì. 3 lít không phải là được 1 cân đâu. Một đĩa. Một đĩa thì đĩa. Âu. Đấy, cũng khá là cơ bản đấy. Được khoảng tầm 60% nha anh em nhé. Đúng rồi. Nguyên cục đất. Dùng khăn để kéo những cái mạt nó vào một góc. Cái gì nhỉ? Vỏ. Vỏ của cái con kiến này nó làm tủ ấy là toàn bằng cứt trâu nhá anh em nhá. Cứt trâu bùn thôi. Bùn chủ yếu là cứt trâu. Bùn, đất. Thế nên là nó có độ dị ứng rất là cao. Dị ứng liên quan gì đến cứt trâu? Chả thế. Khi mà con kiến này nó cắp đấy lên ấy, là những cái gọi là gì nhỉ? Ký sinh trùng. Ký sinh trùng. Nó giống như kiểu ong ấy mà làm bằng tổ bằng cứt trâu với kia ấy. Kể cả ve sầu nó chui từ dưới đất lên ở những cái lòng, ở những cái bề mặt của con ve sầu ấy, nó rất là nhiều ký sinh trùng. Thế nên là ai mà ăn không quen là rất là dễ bị dị ứng. Ok nha mọi người nhá. Anh em mình đã làm sạch được khoảng tầm 1 cân nhộng kiến rồi nhá. Đấy, những cái này nó nhỏ quá không đấy với lại những cái con kiến già. Bây giờ anh em mình sẽ chế biến nhá. Món này thì làm rất là đơn giản thôi. Anh em mình chỉ quấn với đây. Đây là lá, người ta gọi là lá đục vả. Đấy. Lá vả lá ngõa mọi người ạ. Lá vả này. Đây còn đây là lá lấu tấu. Cho mọi người xem nhá. Đây là lá lốt rừng ấy. Trông giống lá lốt không mọi người? Đây mình mở hết cả túi ra nhá. Lá nó bùi lắm. Cái lá này ấy, thì nó giống hệt lá lốt. Chỉ có thể ở trên núi thôi mới có. Nó giống hệt lá lốt nhá. Nó dài hơn một tí. Ở trên núi mới có cái lá này nhá. Lá này thì ăn nó chua chua. Nó béo béo.
Đấy, và à đây, cộng thêm một cái lá nữa. Nhà mình vừa mới trồng được dàn bầu nữa, lá bầu nữa, đấy. Đấy, lá bầu nữa. Quấn với lại quấn với trứng kiến, ba loại lá đây. Quấn với trứng kiến là hấp lên nhá. Rất là đơn giản đâu. Lá nào cũng non. Nhá. Chỉ gọi là cho một chút gia vị muối vào đây thôi. Chứ thật ra cái này nó béo, nó ngon lắm. Chà. Hàng. Đấy. Xong cho là cho đậm đậm mình ạ. Nghe ngợi lắm. Tại vì mình không ăn được, mình cũng không dám như kia lắm. Mình đã làm rất là sạch rồi nhưng mà không thể sạch hoàn toàn 100% được. Thế nên là cái món này bẩn nó mị. Bẩn trời ơi. Mà đại ca không được ăn chưa? Được cơ mà. Được chưa? Được, được, được. Đấy. Sao nên, sao nên. À, mày nếm thử xem. Vừa chưa? Dám nếm không? À. Nhạt cho thêm. Mình không là còn ghét những con chết à. Dạ. Nó hơi có vị mùi của con kính già. Rồi, thế thôi. Rồi, để em gói thử. Em chưa biết gói đâu, em chỉ biết ăn. Chưa, mình cũng chưa tay làm ra món này bao giờ mùi ạ. Mình cũng chưa bao giờ là ăn, nói chung là ăn thử rồi. Chưa làm bao giờ. Gói lại này. Xong rồi đến lượt lá vả này. Mình không khéo tay đâu. Khó lắm. Lá vả từ phải cho ngoài nhất. Ừ đúng rồi. Đưa em cái lá bầu. Lá bầu đây bên đấy. Đây. Ba loại lá vào nhau nhá. Xong rồi sẽ đặt nó xuống đây để hấp. Chắc là thế rồi. Không, người ta phải quấn vào thành những bánh như thế này. Đây. Đấy, thế này là thành rồi. Đây. Vẩn nó vào. Vẩn nó lại. Ôi xa. Là mò tay quá đấy chứ. Thế này bây giờ lấy lạt và buộc vào quá là ok luôn mọi người. Đẳng cấp. Cần gì phải buộc? Không buộc nó nở ra. Nở gì? Lấy cái dây đỏ buộc lại. Dây buộc. Đâu, anh làm hộ em vậy. Đây, cứ yên, không phải yên tâm. Đây nha. Đấy. Bánh trứng kiến nha. Áo xanh áo đỏ trứng kiến ra anh nha. Đấy, thấy chưa? Úp cái này xuống đây. Nó mới có nghệ thuật. Đấy, cần gì phải kia. Cần gì phải đấy, đâu, lá vả đâu. Đây. Đấy, lại úp cái này xuống bên dưới lá vả. Rồi, xong cái gì bọc lá vả. Cần gì phải bọc lá vả. Đây. Thế này đúng không? Quá tuyệt vời đúng không? Đấy. Xong. Đấy, xong. Ôi trời ơi. Được. Làm sao để nó không tí nữa hấp không rơi con kiến ra là được. Làm được khoảng tầm chục cái bánh. Còn chỗ này anh em mình sẽ làm quả bánh siêu to khổng lồ. Không phải bánh mà là anh em mình sẽ để nguyên một cái. Hấp lên ăn nguyên vị của nó mọi người. Hấp lên ăn nguyên vị xem thế nào nhá. Rồi, đặt vào đây.
Ok, bây giờ sẽ đem đi hấp nha mọi người nhá. Ok nha anh em nhá. Đây, cho mọi người xem này. Món ấy chuyển màu rồi. Ngon chưa anh em ơi? Nhìn rất là béo nhưng mà mình không dám ăn. Ủa sao nó ướt thế nhỉ? Ô mình nấu quá rồi. Nó bị nhũn mất rồi. À không. Chắc không nhũn đâu. Đấy, anh em mình làm hơi nhom nhem. Ok nhá, bây giờ ra cho Mao Đệ thưởng thức mình nhỉ chị. Và đây là thành quả của anh em mình nhá. Chỉ có Mao Đệ mới dám thưởng thức món này thôi. Hey. Cắn luôn từ ngoài này nhá mọi người nhé, ăn là ăn từ lá luôn. Ngon không? Ngon. Béo ngậy luôn. Bóc bóc ra cho mọi người xem thử bên trong này. Ui dồi. Không cho dầu giết gì đâu, béo thế cả. Ngọt lắm. Còn đây là trứng kiến hấp. Không có lá. Quấn lá ăn. Ừ. Đây là mặn. Ờ thì phải quấn lá. Đừng mày húp nước ấy, cái nước nó chảy xuống ấy. Ừ, ăn cái quả lá ngon hơn anh ạ. À, nè. Hôm nay nhà mình đang chữa cái bếp để đựng thuốc nam của mẹ mình nhé mọi người ơi. Thế là mình sẽ mang bánh trứng kiến này về để thiết đãi mấy anh, mấy chú xem lâu ngày được ăn món này xem có ngon không mọi người nhé. Có bác nào ăn không? Anh ăn không? Anh ăn trứng kiến không? Trứng kiến hấp. Anh không ăn không đấy? Hấp với lá. Rửa tay đi lá đấy. Lá làm tàu với cả. Lá bầu. Lá bầu á? Lá vả. À, anh thử xem nhé. To đấy. Là lá cua. Hả? Cái này là lá cua. Ngon phết đấy. Anh kia thế nào? Ăn hai cái nhé. Ngon mà. Ăn đi. Không ăn à? Đây đây, rửa đã quay đây. Ừ, ăn được đấy nhỉ? Đó thử cho nó. Đó nó tấu à? Nó tấu ở trong nhất đấy. Ôi trứng to thế. Chẳng được. Hết rồi. Đây đây đây, vẫn còn nhiều lắm nữa. Anh em mày không ăn à? Mà đây cá bị dị ứng không ăn được. Thế là nấu lên rồi sẽ cháu ăn được rồi. Cái kiến là no rồi đấy. Béo nhỉ? Đấy. Bạn nào không ăn à? Xúc thử đấy. Ăn đi ui giời. Bạn nào mà ăn măng đắng. Cả măng đắng mọi người ạ. Trời ơi, măng đắng này. Bắt cơm mày ăn này. Lâu lắm rồi chưa được ăn món măng đắng bé bé này mọi người ạ. Ngon lắm. Hello, chào mọi người nha, ăn nha. Đấy, măng đắng là phải quấn cái lá này mọi người ạ. Ừ, đây đây, đúng không? Đây đây, nhóm phải quấn lá này. Là lâu tấu. Cho nên lên đây để quấn lá để ăn nữa. Ừ, ngon. Đâu là cho thử xem nào. Đây, ngon lắm. Béo nhỉ? Lá như lá trầu nhỉ? Ngon lắm. Trên mùi á. Dạ. Lá này là thuốc. Mùi này có phải là thuốc đấy, thuốc nam này. Ăn trứng kiến này là lá là trứng nó mới chính hợp của nó. Lá đây là lá gì bà nắm? Vâng, trứng kiến. Lão đấu. Để kẹp hai cái ăn cho nó đã này. Một cái không bỏ. Kẹp lẫn măng vào. Cháu kẹp với bốn cái măng luôn. Ai này là sướng. Cái này là kẹp măng hay kẹp trứng kiến? Trứng kiến. Cái này trứng kiến cũng được. Măng cũng được, trứng kiến cũng được.
Xúc ở trước rồi. À. Có cần tủ nhiều không? Vâng. Đây, đổ lên nhé. Ngon nhỉ? Ăn nhiều ngọt của cái này nó thắng này. Ngon, ngon quá. Biết mưa. Cả măng đắng, cả lá, cả trứng kiến luôn nhá mọi người nha. Không chỉ là món ăn dân dã mà còn là ngon rất ngon. Đó là thuốc mới ngon nha. Đây này, rượu bên này. Chắc nấu. Đấy mọi người ạ, đây là hôm nay anh em mình mang mang xuống cho mọi người ăn đấy. Mọi người đang sửa để là chuyển khu nhà thuốc ra bên ngoài ấy. Bây giờ vào giới thiệu cho mọi người nhà thuốc của Mỹ Mao Đệ nhé mọi người ơi. Mỹ Mao Đệ thì làm thuốc nam gia truyền, truyền từ các đời cụ ngày xưa rồi. Chữa được các bệnh như thận, gan, trí, dạ dày. Nhiều nhiều lắm, mình không nhớ. Đây là kho này. Ai mà bị các cái bệnh gì thì mọi người gọi điện trực tiếp cho Mỹ Mao Đệ. Và số điện thoại là 0978 297 312. Bây giờ Mao Đệ sẽ quay cho mọi người cái bảng để mọi người biết là số điện thoại mới là địa chỉ. Mọi người liên hạc nhé mọi người ơi. Mọi người bị bệnh gì mọi người cứ gọi điện trực tiếp để Mao Đệ tư vấn nhá.